Trên thực tế, nhiều người dân mua những mảnh đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp hay đất trồng cây lâu năm, tuy nhiên lại không trực tiếp tham gia sản xuất trên phần đất này. Vậy liệu rằng khi hết thời hạn sử dụng thì người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được xin tiếp tục gia hạn thời hạn không? Để làm rõ vấn đề này, phóng viên Phố Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Bùi Quang Hưng, văn phòng luật sư BQH và Cộng sự. Thưa luật sư, việc những mảnh đất ruộng trồng cây lâu năm hết thời hạn sử dụng, tuy nhiên thì người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại không ở địa phương thì có được tiếp tục gia hạn hay không ạ? Theo quy định của luật đất đai hiện nay thì những người sử dụng đất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm thì họ phải trực tiếp tham gia vào cái việc sử dụng đất theo đúng mục đích. Thì trường hợp mà những cá nhân mà có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng họ lại không sinh sống tại địa phương, và chúng ta biết rằng là nếu họ đã không sinh sống tại địa phương thì đương nhiên là họ sẽ không trực tiếp là tham gia sản xuất kinh doanh. Thì trong trường hợp mà đã hết cái thời hạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ bản theo luật là nhà nước sẽ không cấp, không gia hạn lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người cá nhân người đó đó. Vậy luật sư có thể chia sẻ một số trường hợp trong thực tế được không ạ? Cũng có rất nhiều các cái cá nhân là đã đi mua những cái đất ở đất nông nghiệp, thậm chí đất lâm nghiệp để mà hai cái mục đích là một là chờ đợi các cái dự án hoặc là thực hiện cái việc là chuyển nhượng trong trường hợp là giá trị đất thay đổi. Nhưng tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là trong trường hợp mà những cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó đã gọi là hết thời hạn sử dụng đất thì những người mà mua những cái mảnh đất đấy, một là họ có thể vào tên họ trong trường hợp là đăng ký sử dụng đất thì có thể bị từ chối, thì điều đấy hoàn toàn có thể dẫn đến nguy cơ là khi mà Ủy ban nhân dân xã điều tra về vấn đề là sử dụng đất nông nghiệp hoặc đất lâm nghiệp mà thì họ có thể là từ chối cái việc cấp lại cái giấy chứng nhận đó. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư đối với đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, chỉ cần bỏ ra chi phí làm hồ sơ từ 100 triệu đến 350 triệu là khách hàng chắc chắn có một suất sở hữu một căn nhà ở xã hội với giá bán từ 14 triệu đồng một mét vuông. Thông tin được nhiều môi giới quảng cáo chào bán rầm rộ từ nhiều ngày nay tại hai dự án nhà ở xã hội khu đô thị Kim Hoa và dự án nhà ở NHS Trung Văn. Và theo các môi giới này thì hiện đã có hàng nghìn hồ sơ chấp nhận đóng tiền chênh để tranh suất mua tại các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án này lại chỉ có vài trăm căn hộ, ghi nhận của phóng viên VTC. Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Kim Hoa Mê Linh, Hà Nội, do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư. Phóng viên liên hệ với một môi giới đang ra bán. Người này xác nhận rằng căn hộ diện tích khoảng 69m² có giá gốc là 15 triệu đồng một mét vuông. Khi làm hồ sơ, người mua cần phải làm hồ sơ để môi giới nộp lên chủ đầu tư. Nếu chủ đầu tư xét duyệt thì mới có suất mua, còn nếu muốn chắc chắn thì đóng chênh từ 100 đến 150 triệu. Bên anh ấy thì nó có hai loại, tức là như em ấy thì tức là nếu mà để cái dạng ưu tiên theo nhà nước ấy thì phải thì chưa chắc, thì không ai dám chắc là có mua được hay không, em phải hiểu là như thế. Còn nếu cứ muốn làm để chắc chắn được mua được ấy thì phải mất một cái khoản tiền phí nhất. Nếu mà em không cần chọn căn nào, em chỉ cần lấy căn hai ngủ, không cần tầng nước nào, căn nào được ấy thì mất được khoảng 100. Còn nếu ví dụ em chọn đích danh đúng căn ý luôn thì mất được khoảng tầm 150 ạ. Nhưng mà nếu như mà bọn em mà đóng tiền thì có chắc chắn là giữ được nhà cho bọn em không? Cái này thì bên công ty sẽ chắc chắn cho em, chứ còn bây giờ ai cũng ấy, tất cả là tài khoản chuyên. Nếu mà chỉ nộp hồ sơ không thì không biết là ai được mua hay không. Nếu mình xác định mua ấy thì mình nên là mất bỏ ra một cái khoản chi phí kia, như kiểu mình đi câu cá hay bốc được thì mua không thôi. Tương tự, dự án nhà ở NHS Trung Văn do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư, có vị trí đắc địa trên tuyến đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Dự án hiện đang được chủ đầu tư mở bán lần 1 với mức giá gần 20 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, theo các môi giới, muốn chắc chắn sở hữu một căn hộ tại đây thì cần đóng trên 350 triệu đồng. Cái này là bên anh làm, bên anh tư vấn hỗ trợ cho khách, thì là cái việc mà nộp hồ sơ như thế nào thì là trách nhiệm của bên anh. Đấy, cái phí hồ sơ thì là bên anh là 350 triệu để khách mua được căn hộ. Nhu cầu của người mua rất là lớn, cho nên là đương nhiên là khi mình nộp sớm thì cái suất của mình sẽ được ưu tiên hơn. Theo luật sư,
Với số tiền chênh tại căn hộ không được đưa vào hợp đồng mua bán, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đã gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó cũng đi ngược với chính sách nhân văn của nhà nước về an sinh cho người thu nhập thấp. Hiện nay thì có rất nhiều các dự án nhà xã hội được chào bán công khai trên mạng xã hội và thậm chí họ còn phát tờ rơi tại loanh quanh các khu vực có công trình. Rất nhiều người đã tiếp cận để mua và thậm chí họ sẵn sàng phải yêu cầu người mua phải đặt một số tiền cọc nhất định để được tiếp cận hồ sơ và được mua. Đây là hành vi vi phạm luật pháp. Mỗi dự án chỉ có vài trăm căn hộ. Tuy nhiên, theo các môi giới, hiện họ đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ đóng tiền chênh. Do vậy, người mua nhà cần tìm hiểu kỹ, tránh trường hợp bỏ tiền ra mua bán nhà ở xã hội mà mất trắng hoặc mất oan chi phí. Hoặc nếu không phải là đối tượng được mua thì họ phải trả lại ngôi nhà và khi đó thì các cá nhân, tổ chức đã nhận tiền của họ sẽ buộc phải trả lại tiền cho các người mua hoặc người thuê khi mà những người đó không đủ điều kiện để mua. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023. Việc gia hạn thuế sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, hỗ trợ thanh khoản và dòng tiền. Dù gia hạn thuế nhưng vẫn cơ bản đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước ở cả trung ương và các địa phương so với dự toán Quốc hội đã thông qua và phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ theo quy định. Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2023, tổng số thuế tiền thuê đất được gia hạn là 100.154,47 tỷ đồng. Theo phê duyệt đề án 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030, từ mùng 1 tháng 4, người dân thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội có nhu cầu vay mua nhà ở xã hội có thể đến 4 ngân hàng thương mại nhà nước: Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank để thực hiện thủ tục vay với lãi suất 8,2% một năm. Thời hạn cho vay tối đa là 5 năm, còn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay với lãi suất 8,7% một năm. Thời gian ưu đãi là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận ban đầu. Thời hạn giải ngân của chương trình áp dụng từ nay đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá 31 tháng 12, 2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu kiên quyết thu hồi, chấm dứt và hỗ trợ thu hồi các dự án chậm triển khai, không để tình trạng chây ý kéo dài. Trong đó, các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý 700 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn. Với các dự án đầy đủ thủ tục thì cho triển khai ngay theo phân kỳ và từng bước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu thống kê, phân loại các dự án theo quy định, lựa chọn địa phương còn tồn tại nhiều dự án để kiểm tra, rà soát. Trước mắt, tập trung kiểm tra, xử lý các dự án lớn chậm triển khai và phân cấp, phân rõ trách nhiệm cho từng đơn vị. Đến đây bản tin Phố Bất Động Sản ngày 5 tháng 4 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.